Nhận định bóng đá Hà Lan với Áo. 2 giờ ngày 18 tháng 6, trận đấu với Ukraine có lẽ là màn so tài hay nhất của Hà Lan kể từ khi Frank de Boer được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng. Cách đây ít hôm, Memphis Depay cùng các đồng đội phần nào tái hiện được hình ảnh của đội tuyển có biệt danh cơn lốc màu da cam. Trước Ukraine, Hà Lan thi triển lối chơi đầy tốc độ và cũng giàu biến hóa. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, số bàn thắng mà Hà Lan ghi được không dừng lại ở con số 3. Tuy nhiên, chiến thắng trước Ukraine không hề hoàn mỹ. Hệ thống phòng ngự của Hà Lan vẫn tỏ ra thiếu tập trung trong một vài thời điểm. Hệ quả, Hà Lan phải nhận liền hai bàn thua chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút 75 và 79. Với sự trở lại của Matthijs de Ligt, hệ thống phòng ngự chưa vận hành tốt ấy hứa hẹn được gia cố. De Ligt dù chưa sắm vai trung vệ thép như khi còn chơi cho Ajax nhưng ít nhất cũng đáng tin hơn đáng kể so với Jurrien Timber. Nếu tái hiện được màn trình diễn trước Ukraine, Hà Lan hoàn toàn có thể đánh bại Áo. Dù đánh bại Bắc Macedonia ở trận đầu tiên nhưng chiến thắng ấy không nói lên nhiều điều. Bắc Macedonia lần đầu tham dự một vòng chung kết Euro dĩ nhiên thực sự nhỏ bé khi đặt cạnh Áo. Mặt khác, lối chơi của Áo vẫn phụ thuộc nhiều vào David Alaba, ngôi sao gần như duy nhất của đội tuyển này. Vì vậy, một khi hạn chế được tầm hoạt động của David Alaba đồng thời triển khai lối chơi mà ông Frank de Boer mong muốn, Hà Lan có thể giành 3 điểm và quyền tham dự vòng 1/8 trước một lượt đấu. Soi tỷ lệ kèo châu Á 0 giờ 1 phút, Hà Lan dĩ nhiên đủ khả năng đánh bại Áo nhưng nhiều khả năng đó chỉ là chiến thắng với cách biệt một bàn. Với việc Hà Lan chấp Áo theo tỷ lệ 0 giờ 1 phút, hai đội hứa hẹn hòa kèo, chọn hòa, soi tỷ lệ kèo tài xỉu 23/4. Hà Lan có thể triển khai bóng một cách mạch lạc nhưng vẫn tồn tại những hạn chế trong hệ thống phòng ngự. Vì vậy, Áo vẫn có thể ghi bàn và màn so tài này hứa hẹn chứng kiến không dưới 3 pha lập công, chọn tài.